Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này em sẽ tiếp tục chia sẻ các anh chị cái mã bí mật của cái dự án MemeFi ngày mùng 3 tháng 9 nha. Ở đây em vẫn sử dụng cái hình ảnh tương ứng với vị trí của các con vật như thế này. Các anh chị nhìn xem cái con vật của các anh chị nó tương ứng với vị trí nào thì các anh chị click cho nó chính xác nhé. Ở đây cái con vật của em là cái hình này các anh chị. Đây, và cái mã bí mật của cái dự án MemeFi ngày mùng 3 tháng 9 đó là 2222, tức là các anh chị click 4 lần ở vị trí số 2 nhé. Rồi bây giờ thêm sẽ vào cái ứng dụng để test thử xem nó có ok hay là không. Rồi mã của ngày hôm nay đó là 2222, tức là các anh chị click 4 lần ở vị trí số 2 ở đây các anh chị này. Rồi bây giờ thêm sẽ test này, 1 2 3 4. Rồi các anh chị đợi xem nó có ok hay là không nhé. Đây, như thế là mã ok nhá. Các anh chị nhấn vào continue playing này. Rồi các anh chị cứ lên box về và các anh chị bật box đấy nhá. Rồi như thế là đã chia sẻ các anh chị cái mã bí mật của cái dự án MemeFi ngày mùng 3 tháng 9 rồi nhá. Mã của ngày hôm nay đó là 2222. Rồi, em xin chào tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.